chào các bạn. Hôm nay mình có mà thấy một cái món lạ mà mình phát hiện ở thị trấn Long Hải các bạn ơi. Là cái món này mà mình nhìn cái chữ đó, nếu mà tiếng Việt mình đó mình dân là chữ đen tốt. Mà không biết chủ quán cái từ đó là nhà, là chủ quán phát âm như thế nào nha. Bây giờ mình chữ tạm đọc đó là đen tốt nha các bạn nha. Mà đặc biệt đó là cái quán mà bán loại thức ăn thức uống này á, là đặc biệt là cái quán hình màu đen, thì cái quán người ta sơn sơn đen không à, giống cái sơn màu vậy, có màu đen không à các bạn. Rồi bây giờ mình cùng các bạn khám phá cái món ăn đặc biệt này, hoặc là uống ăn gì mình cũng không biết nữa, mà thấy cái chữ đen tốt là mình thấy đầu tiên nhất các bạn ơi. Bây giờ mình cùng các bạn khám phá nha. Rồi khám phá đi. Đây các bạn, đây là đầu tiên cái hàng chữ nè, trái cây là viết là nước ép có, rồi sinh tố nè, rồi chữ đen tốt kem, nhưng mà mình đặc biệt là dấu ấn nhất là cái chữ đen tốt đây các bạn. Đây đó, cái chữ đen tốt đây các bạn. Đây là cái quầy bán hàng của chủ quán này các bạn. Đó, màu đen không, đặc biệt màu đen không à, đó màu đen, đó cái quầy đó các bạn, đó. Rồi trước cái quầy là sát bên đường cái các bạn, mà đây là ngay trung tâm thị trấn Long Hải luôn nha các bạn nha, đó ngay trung tâm thị trấn Long Hải, đó thấy chưa, đó nhà cửa cao ráo mà cũng đông vui các bạn ơi. Ở kế bên là cũng có mấy anh này xây dựng nhà cửa. Rồi bây giờ mình cùng các bạn vô đây khám phá cái món ăn món uống gì lạ lạ đây thử các bạn nha. Bây giờ mình cùng các bạn đi vô đây. Rồi em gái ơi, rồi em gái ơi, giúp làm cho anh một ly cho anh hỏi thăm ý là em gái đây, em gái bán chủ quán đây các bạn. Rồi ý là cái từ đen tốt là chú phát âm đen tốt, nhưng mà cái đúng cái âm của nó là thứ gì em gái? Đúng cái nghĩa của nó. Đúng giảm cân. Hả? Nước giảm cân. Nước giảm cân các bạn ơi, nước giảm cân mà tên đen tốt có đúng không, là đọc thử là tên gì? Rì tốt. Hả? Rì tốt. Rì tốt hả? Dạ đúng rồi. Rì tốt hả? Rì tốt. Rì tốt các bạn ơi. Mình không biết mình kêu đen tốt, mời em gái là phát âm đúng chuẩn là cái món đó là rì tốt, là cái nước uống hay là gì em gái? Nước uống giảm cân. Rồi bây giờ em gái làm cho một ly đặc biệt đi em gái. Rồi em làm, bắt đầu làm đi. Thôi các bạn ơi, em gái đang làm nè, chuẩn bị làm rồi. Rồi bây giờ bắt đầu lấy dụng cụ vật liệu rồi làm em gái đó. Các bạn nào có nhu cầu mà giảm cân thì các bạn nha, giảm cân thì tốt vậy đó, mình phát âm cũng không chuẩn lắm. Trước là sát đường cái đó. Rồi em gái, bây giờ em gái xẻ cái đó ra ha. Đã thơm hả em gái? Dạ đúng rồi. Em gái cho khán giả nó coi. Đây là thơm. Bắt đầu là nước ép giảm cân các bạn ơi. Bữa nay mình mua một ly đặc biệt cho em gái làm. Rồi mình cũng giới thiệu cho các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu mà giảm cân á các bạn, giảm cân thì tới đây mua nước này uống giảm cân nha các bạn nha. Đây là cái hiệu, tên hiệu của quán gì em gái? Dạ, Everyday. Hả? Everyday hả? Dạ, Everyday nha các bạn nha. Gần kế bên cái ngã ba thị trấn Long Hải nha các bạn nha. Rồi em gái, cắt thêm gì đó em gái? Dạ, đó là cần tây với táo. Hành tây hả? Cần tây rồi táo. Táo nữa các bạn, táo nữa, táo. Rồi cần tây, rồi khóm gái, thơm khóm thơm các bạn. Đó, đây là trái cây quá trời, mình quay hết cái gian hàng của em gái nè, đó trái cây nhiều lắm đó các bạn. Nhưng mà đây đặc biệt cái quầy này là sơn màu đen không à, mình nhìn thấy đen đen mình thấy ngộ, mà sao lại không sơn màu gì sơn màu đen á gái? Là không biết nữa. Nhiều màu, đặc sắc nhất là màu đen, màu trắng. Màu đen cho nó khác biệt một chút ha.
Rồi gái bắt đầu làm đây gái. Rồi khóm thơm, rồi cần tây, rồi cái gì? Táo là kêu trái bom đúng không? À, trái bom, bom táo các bạn. Rồi bắt đầu là có nước đá đây các bạn. Rồi bây giờ bỏ vô cối xay gái. Ép hả? Có cái máy ép rồi bỏ vô. Ép đó các bạn. Chảy nước ra. Đây rồi, bỏ. Đó, ép chảy nước ra đây. Đó, chảy nước nè các bạn. Đây chảy nước nè. Rồi làm một ly đặc biệt cho nó. Chú coi thử đây. Đó. Có rau cần tây bỏ vô đây ép luôn các bạn ơi. Máy ép đặc biệt luôn. Đây. Đây mình ai ra đó có. Đó cái máy ép này các bạn, máy ép ra nha, máy ép ra đó. Nước nó chảy ra đây, nước này là nước cái rau, nước ép. Bạn nào có nhu cầu mà giảm cân là tới đây rồi. Là xong rồi gái, đổ vô là xong á hả? Con gái này cũng xinh gái, dễ thương. Phục vụ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi các bạn ơi. Đó. Rồi giả là bỏ đá vô. Là xong rồi con gái ha. Xong rồi. Rồi. Mình quay cái ly này các bạn, ly là ép nước cũng là nước trái cây giảm cân. Mà đó là kêu là retox hả? Dạ, retox. Retox. Đúng là retox nha các bạn nha. Rồi nước ép giảm cân đó. Rồi. Rồi đó các bạn ơi, đó. bây giờ mình uống thưởng thức miếng thử nha các bạn nha. Đây nước đây rồi đây nha. Rồi mình uống thử nha các bạn nha. Uống thử nó ngon không nào giờ không biết. Retox. Đúng rồi các bạn, nước giảm cân mà nó có đủ thành phần rau, có quả, có trái cây, có đủ loại. Rồi đến đây mình xin tạm biệt các bạn nha. Mình khám phá nước retox các bạn. Đầu tiên mình biết đó các bạn. Rồi xin phép các bạn nha.